doanh số xe điện VinFast tăng chậm tại Mỹ. VinFast, tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và xe máy tại Việt Nam, đã tạo nên tiếng vang lớn khi họ quyết định gia nhập và niêm yết công ty tại thị trường Mỹ. Đây là một trong những thị trường ô tô lớn nhất và cạnh tranh nhất trên thế giới. Sự xuất hiện của VinFast tại Mỹ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cả giới chuyên môn và người tiêu dùng. Một trong những chỉ số quan trọng và đặc biệt được theo dõi một cách cẩn thận là doanh số bán xe điện của VinFast tại Mỹ. Theo báo cáo kinh doanh của VinFast, hãng xe này công bố doanh số trên toàn cầu của hãng với ô tô điện gồm cả xe buýt trong quý 3 là 10.027 xe, tăng 5% so với quý 2. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, hãng bán 21.342 xe, tức mỗi tháng bán khoảng 2.371 xe. Tính đến nay, VinFast đã xuất khẩu ô tô điện sang Mỹ và Canada. Tuy nhiên, sức tiêu thụ chủ yếu vẫn đến từ thị trường trong nước. Theo số liệu từ MarketLine, hãng Nhật chuyên cung cấp dữ liệu ngành xe có văn phòng tại 7 quốc gia, cho thấy sau 9 tháng, VinFast bán 2.009 xe tại Mỹ, doanh số tăng đều đặn, chậm rãi từ khoảng tháng 3 đến tháng 6, 3 tháng gần đây đi ngang. Hiện tại Mỹ, hãng bán 2 dòng VF8, VF9, trong khi tại Việt Nam có thêm VFE34, VF5 và mới đây nhất là VF6 ra mắt cuối tháng 9 nên chưa ghi nhận doanh số. Khoảng 19.000 xe còn lại chủ yếu bán tại Việt Nam. Trước đây, VinFast từng công bố đến hết tháng 7, doanh số xe điện tại Việt Nam là 14.680 xe, không tính xe buýt. Trong đó, VFE34 bán 6.253 xe, VF8 là 4.998 xe, VF9 đạt 1.452 và VF5 là 1.977 xe. Doanh số của VinFast tại Việt Nam nhảy vọt từ tháng 4 khi hãng bắt đầu bàn giao xe điện cho các hãng taxi, đặc biệt Xanh SM, hãng do ông Phạm Nhật Vượng thành lập. Việc bán xe điện cho các hãng taxi, trong đó có Xanh SM giải quyết được đầu ra cho nhà máy, đồng thời cũng là cách từng bước giúp người tiêu dùng có thể trải nghiệm xe điện VinFast. Hãng này đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới bán hàng lên khoảng 50 thị trường toàn cầu đến cuối 2024 thông qua hình thức hợp tác với các đại lý, chứ không chỉ trực tiếp hãng mở cửa hàng như hiện nay. Bán qua đại lý là mô hình quen thuộc trong các ngành phân phối xe cũng như hàng tiêu dùng nói chung. Với cách làm này, hãng có thể phát triển hệ thống đại lý rất nhanh, nhưng đồng thời cũng gây áp lực lên hãng khi lượng bán không đảm bảo. Về sản xuất, VinFast có kế hoạch mở nhà máy ở Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới, sau kế hoạch nhà máy tại Mỹ và Indonesia. Về mạng lưới sạc công cộng, hiện hãng có 150.000 cổng sạc tại Việt Nam và 107.000 cổng tại Bắc Mỹ. Việc xây dựng nhà máy tại các thị trường mới cho phép VinFast tận dụng tối đa các ưu đãi của chính phủ sở tại, giảm các loại thuế quan và tiếp cận nguồn nguyên liệu thô với mức giá hấp dẫn. Ngân sách đầu tư cho nhà máy lắp ráp tại Indonesia và Ấn Độ sẽ được cân đối từ khoản tối ưu tổng mức đầu tư trong 2 năm tới. David Mansfield, giám đốc tài chính của VinFast, cho biết VinFast đang tăng cường giao xe theo kế hoạch và sẵn sàng mở rộng tại các thị trường chiến lược như Indonesia và Ấn Độ. Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội tối ưu hóa hiệu suất đầu tư, củng cố bảng cân đối kế toán để hỗ trợ tăng trưởng và đạt được thành công hơn nữa. Bên cạnh ô tô điện, hãng cũng công bố doanh số xe máy điện trong quý 3 là 28.220 xe, giúp con số lũy kế sau 9 tháng đạt khoảng 48.000. Con số này nếu so với các hãng xe máy xăng như Honda thì rất nhỏ, nhưng trong mảng xe máy điện, VinFast đang là một thế lực lớn.